trong video có tựa đề Black Mage cuối cùng, đừng vì chơi game mà ôm ngộ nhận trên kênh Tinh Hoa TV, có độc giả bình luận như sau. Nghe từ đầu đến cuối với tâm thế khách quan nhất có thể thì cảm thấy video này cũng rất ok theo hướng tích cực, giải ngố cho những đứa vô thần và bán bổ thần Phật. Nhưng đến đoạn cuối cùng thì cảm thấy người viết chắc cũng có tư tưởng cá nhân hóa gửi gắm vào video. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát tuy phát nguyện thành Phật khác nhau, nhưng chung quy vẫn là mong muốn cứu khổ càng nhiều chúng sinh trong thiên hạ càng tốt, chứ không phải theo suy nghĩ của người viết kịch bản nội dung video này, hàm ý là ai có lòng thành kính thì những vị đó mới lắng nghe, chú ý và cứu giúp nhé, góp ý chân thành ạ. Vậy rốt cuộc thì, theo ý kiến của quý vị khán giả, thần Phật cứu độ thế nhân là có điều kiện hay là không có điều kiện đây? Chúng ta hãy cùng Tinh Hoa TV xem câu chuyện sau đây để có thể tự đưa ra câu trả lời cho mình nhé. Phật môn tuy rộng mở, khó độ người không duyên. Người thành tâm kiên trí, noi theo chỉ thị của Phật răn dạy thì sẽ dần thoát ly khỏi bể khổ. Ngược lại, nếu không cố gắng kiên trí và thành tâm thì vĩnh viễn sẽ không thể nào thoát ly nổi bể khổ. Có một câu chuyện thế này. Một vị tín đồ thành kính và sùng bái đạo đang lúc gặp phải một trận lũ lụt, bèn leo lên trên mái nhà lánh nạn. Tuy nhiên, trận đại hồng thủy cứ dần dần dâng cao, mênh mông bốn bể, xem chừng nước đã muốn ngập chạm đến bàn chân. Vị tín đồ vội vàng hướng đến Đức Phật cầu cứu mà khấn rằng: Phật tổ đại từ đại bi, hãy nhanh đến cứu con đi ạ. Một lát sau, không biết từ đâu, đơn độc một chiếc thuyền gỗ bỗng nhiên lướt tới. Người trên thuyền muốn cứu người tín đồ, nhưng anh ta lại nói: Ta không có gọi người đến cứu, Phật tổ sẽ tới cứu ta. Và rồi, người kia lại một mình với chiếc thuyền gỗ rời đi. Tuy nhiên, nước lớn vẫn đang không ngừng tiếp tục dâng cao. Rất nhanh sau đó, đã cao gần tới đầu gối. Người tín đồ lúc này 10 phần lo lắng cả 10, lại tiếp tục hướng về Phật tổ mà phát tâm cầu cứu. Lúc này lại có một chiếc thuyền khác chèo đến. Người trên thuyền vô cùng lo lắng, hướng dẫn vị tín đồ kia cách làm sao để lên thuyền được an toàn. Nhưng anh ta lại một lần nữa, không những cự tuyệt mà lại còn nói rằng: Ta không thích chiếc thuyền này, Phật tổ sẽ đến cứu ta. Và thế rồi, chiếc thuyền đơn độc kia cũng đã rời đi, bỏ lại vị tín đồ phía sau. Chẳng mấy chốc, nước đã dâng cao đến ngực. Vị tín đồ hoảng hốt tiếp tục hướng về Phật tổ khẩn cầu, bật to ra thành tiếng trong lo lắng. Nhưng bốn bể im lặng, chỉ có dòng nước lũ thuận theo hồng thủy vẫn cứ không ngừng dâng cao. Vị tín đồ thở dài trong tâm trạng vô vọng. Chính ngay lúc ấy, một vị thiền sư với bộ dạng chèo thuyền cấp bách vội đến cứu anh ta. Vị tín đồ được cứu nói với thiền sư trong tâm trạng giận dỗi, đầy oán trách: Ta đối với Phật đã thành kính như thế, nhưng Phật tổ lại không tới cứu giúp khi ta đang gặp nạn. Vị thiền sư trầm lắng, nói một cách thâm sâu: Thí chủ à, người thật sự đã trách oan Phật rồi. Phật tổ đã mấy lần hóa tác cho thuyền đến cứu người, nhưng người lại chưa hài lòng, hết chê thế này đến chê thế kia, đã cự tuyệt rồi bỏ qua hết lần này đến lần khác. Xem ra Phật và người không có duyên rồi. Quý khán thính giả thân mến, nhà Phật có câu rằng: độ người hữu duyên. Phật từ bi vô ngã, đã cho thuyền lành vượt trong lũ lớn, cứu vị kia thoát khỏi sinh tử. Vì sinh mệnh của tất cả chúng sinh là bình đẳng, căn cứ vào ngộ tính khác nhau của mỗi sinh mệnh mà khai mở mọi ngã, mọi nẻo, hết thảy các phương tiện rộng lớn trong thế gian để họ được đắc cứu. Nhưng duy chỉ có người thành tâm kiên trí, noi theo chỉ thị của Phật răn dạy mới có thể dần dần thoát ly khỏi bể khổ. Còn bằng như không cố gắng kiên trí và thành tâm thì e rằng khó lòng thoát ly nổi bể khổ. Cho nên mới có câu nói:
Điều gọi là Phật độ ấy kỳ thực là những gì chúng sinh chịu theo Phật Pháp chỉ thị để tự ngộ, tự độ và tự cứu lấy bản thân mình. Vì sao lại nói là tự cứu lấy bản thân mình? Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng nhau đến với câu chuyện sau đây. Có một người đang đứng dưới mái hiên tránh mưa, nhìn thấy một vị thiền sư cầm một chiếc ô đi ngang qua, liền gọi lớn. Thiền sư ạ, xin người hãy phổ độ chúng sinh ạ, cho tôi đi nhờ một đoạn có được không? Vị thiền sư thấy vậy liền nói, tôi đang đi ở trong mưa, còn thí chủ lại ở dưới mái hiên. Dưới mái hiên thì không hề bị mưa làm ướt, vậy nên thí chủ căn bản là không cần ta độ giúp. Người kia vừa nghe xong, không chút do dự, lập tức bước ra khỏi mái hiên, đứng dưới trời mưa và nói, Thiền sư, ngài xem, bây giờ tôi cũng đang ở trong mưa, vậy thì có phải là ngài đã có thể giúp đỡ được tôi rồi phải không? Vị thiền sư đáp, thí chủ ở dưới mưa, ta cũng đang ở dưới mưa, ta không bị mưa thấm ướt bởi vì có chiếc ô này, còn thí chủ bị mưa thấm ướt vì không có chiếc ô, cho nên không phải là ta không độ được thí chủ, mà là chiếc ô này độ giúp ta. Vậy nên, người muốn được độ thì không cần phải tìm ta, hãy tự đi mà tìm một chiếc ô nha. Quý khán thính giả thân mến, trong câu chuyện này, vị thiền sư không bằng lòng chia sẻ chung ô không phải là vì ấy nhỏ mọn, mà đó chính là điều tốt. Vì sao? Bởi vì con người muốn được cứu độ thì không thể mong chờ vào người khác, mà chỉ có thể dựa vào chính mình. Chiếu theo lời dạy của Phật, tự xét mình trong mọi hoàn cảnh, thiện lương thành kính Phật, thì đó chính là chiếc ô mà mỗi người có thể tự tìm lấy. Điều kiện là do ai đặt ra? Tuy rằng xưa nay luôn có câu thần Phật đại từ đại bi, nhưng với những người không thành tín thiện lương mà cứ chấp mê bất ngộ thì quả thật là rất khó cứu độ. Dù là vậy, cũng giống như vị tín đồ đứng trước trận đại hồng thủy kia, thần Phật vẫn liên tục cấp cơ hội cho họ hết lần này đến lần khác. Dù họ đã từng phạm sai lầm, nhưng miễn là thời khắc cuối cùng chưa đến thì họ vẫn còn một cơ hội để quay trở lại. Đây chính là lòng từ bi vô lượng của thần linh. Chúng ta hãy cùng trở lại với vấn đề nêu ra ở đầu video. Thần Phật từ bi cứu độ chúng sinh, vậy thì các ngài ấy có đòi hỏi chúng sinh phải sùng kính, lễ bái mình hay không? Thật ra, nếu suy ngẫm sâu một chút, chúng ta đều biết rằng thần Phật chỉ cần cái tâm hướng thiện của con người, chứ không cần con người phải làm ra bất kỳ hình thức cúng bái nào cả. Tuy nhiên, khi người ta thực sự có tâm thành kính đối với thần Phật, thì họ tự nhiên sẽ không thể làm ra việc bất kính với thần linh được. Liệu có ai đó nói rằng, mặc dù hành vi của tôi bất kính với thần Phật, mặc dù lời nói của tôi đang mạ lị thần Phật, nhưng tâm của tôi vẫn rất sùng kính các ngài hay không? Điều này là tuyệt đối không thể. Nó giống như câu nói, khẩu xà tâm Phật. Thật ra đó chỉ là bao biện. Lấy một ví dụ, vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có người đã tự tay chọn ra từng hạt gạo tốt nhất, dùng loại nước tinh khiết nhất để nấu được bát cơm thơm ngon nhất dâng lên Phật. Cũng có người đã dùng vàng để lót đầy cả một khu vườn và mời Phật đến giảng pháp. Những vị cư sĩ ấy tuyệt nhiên không phải là làm ra hình thức như vậy để lấy lòng Phật, càng không hề có ý mong muốn truy cầu gì đối với Phật, theo kiểu con cúng vật phẩm này cho ngài thì xin ngài hãy ban cho con được giàu có và bình an. Họ làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ lòng chân thành và tôn kính nhất dành cho Phật. Họ biết rằng Phật là từ bi vĩ đại, cũng biết rằng pháp lý mà ngài ấy giảng ra có thể độ họ thoát khỏi bể khổ luân hồi. Họ kính ngưỡng Phật và trân quý pháp, nên mới dùng những gì tốt nhất mà mình có để dâng lên ngài. Đó chính là thiện tâm đáng quý nhất của chúng sinh đối với thần Phật, chứ hoàn toàn không phải là tư tâm truy cầu những điều thế tục của người thường. Mặc dù biểu hiện bên ngoài là khá giống nhau, nhưng mà nội hàm bên trong hoàn toàn khác hẳn.
ngày nay, rất nhiều người, kể cả người tu hành trong các tôn giáo, cũng hay mượn cách nói thần Phật từ bi để liên tục làm ra những việc bất kính với thần linh. Một số người mang tượng Phật A-di-đà, Bồ-Tát Địa Tạng, Đức Mẹ Maria đặt vào nghĩa địa và nói đại ý rằng đặt những vị thần Phật từ bi này ở đây để các ngài siêu độ cho những người đã khuất kia. Nhưng mà, như chúng tôi đã phân tích ở phía trên, thần Phật cứu độ chúng sinh cũng là có tiêu chuẩn yêu cầu đối với chúng sinh. Hơn nữa, cũng là tùy vào duyên mà hóa độ. Lẽ nào chúng ta, những con người hết sức bình thường, lại có thể chỉ huy thần Phật? Chúng ta bảo thần Phật độ ai thì thần Phật phải độ người đó. Chúng ta nói thần Phật phải ở trong nghĩa địa để độ người đã khuất thì thần Phật cũng phải nghe theo hay sao? Chúng ta cần minh bạch rằng thần Phật cứu độ chúng sinh là vì lòng từ bi của các ngài, chứ không phải là vì các ngài có bổn phận phải làm như vậy. Càng không phải vì nghe theo mệnh lệnh của con người nên các ngài mới làm như vậy. Nếu chúng ta nghĩ như thế thì quả thật là quá bất kính đối với các ngài rồi. Như vậy có lẽ sẽ có người nói, Tinh Hoa TV nói như vậy là đang áp đặt sự cuồng tín của mình lên người khác, chứ thần Phật từ bi thì lẽ nào vì chuyện này mà bắt tội con người được, đúng không? Nói về việc này, chúng ta hãy cùng xét về một ví dụ gần gũi hơn như sau. Nếu có một người vì chưa biết lễ nghi mà liên tiếp bất kính với cha mẹ của mình, hoặc là mang hình tượng của cha mẹ ra để bêu xấu với bạn bè, thì cha mẹ của người đó, dù với tình yêu thương vô bờ bến, sẽ không trách đứa con thơ dại ấy. Nhưng mà cũng không có nghĩa là việc người con ấy làm là đúng. Thần Phật sẽ không vì con người ở trong mê vô ý tạo nghiệp mà oán trách hay phẫn nộ đối với con người. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc con người có quyền tùy ý xúc phạm hình tượng của thần. Tất nhiên, rất nhiều người không phải cố ý xúc phạm, mà họ thật sự chỉ là trong vô minh, không hề biết việc bản thân mình làm là bất kính. Cũng như những người mang tượng thần Phật đặt ở nghĩa địa, họ thật sự chỉ nghĩ rằng mình đang giúp ích cho việc hoằng dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, chứ không hề có ý bôi nhọ thần Phật. Quý khán thính giả thân mến, Tinh Hoa TV cũng không hề có ý trách cứ hay công kích bất kỳ ai. Chúng tôi chỉ muốn nói rõ với mọi người rằng những hành vi ấy thực sự là bất kính với thần Phật. Và vì chúng tôi hiểu, rất nhiều người đều là do không biết nên mới làm như vậy. Do đó, chúng tôi mới thực hiện những video như thế này để chia sẻ cách nhìn của chúng tôi đối với tất cả mọi người. Điều này đồng nghĩa với việc khi chúng ta nhìn thấy một người đang nói lời bất kính với cha mẹ của anh ta, chúng ta cũng cần phải lên tiếng nhắc nhở. Đó không phải là trách cứ hay vạch tội, mà chỉ là muốn người đó hiểu rõ vấn đề hơn để tránh các việc làm hao tổn phúc đức của bản thân. Mong rằng quý khán thính giả của Tình Hòa TV cùng với những ai có tâm kính ngưỡng đều có thể tiếp tục gìn giữ thiện tâm và tín niệm của mình. Bởi vì đó thực sự chính là chiếc thuyền cứu sinh trong những lúc nguy nan. Cũng có nghĩa là thần Phật độ nhân không có điều kiện, nhưng có gieo được duyên lành được cứu rỗi hay không chính là do tâm của mỗi người quyết định.